Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm thử dịch vụ gym Jinbang Hàn Quốc đầu tiên tại Lạng Sơn. Địa điểm hôm nay mình chọn là Trường Xuân Gym Jinbang ở trung tâm thương mại Phú Lộc. Đầu tiên khi đăng ký dịch vụ xong, mình sẽ vào cất đồ và lấy khăn thay quần áo. Combo mình chọn là 280k một người. Thay đồ xong thì mọi người sẽ tiến vào vị trí này để mà tắm dao đỏ này và vào phòng xông hơi. Ở đây có hai phòng xông ướt và xông khô. Xông xong thì mình sẽ thay đồ để vào các phòng trị liệu. Nhìn quần khăn cute chuẩn Hàn không cả nhà. Trước khi vào quá trình trị liệu thì mình sẽ uống bổ sung nước. Ở đây có phục vụ nước uống là nước đỗ đen và chanh muối đường. Ôi, không gian ở trong này rộng quá mọi người ơi. Có rất là nhiều phòng giống bên Hàn Quốc luôn. Kia là có phòng thảo dược này, đá muối, đá quý này, cả phòng tuyết lạnh nữa. Bên này thì mình thấy một cái rất là đặc biệt, đó là có cái hang hồng ngoại này. Trông rất là lạ đúng không? Ok, thế thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lần lượt thử xem những cái phòng ở trong này nó sẽ như thế nào nhá. Phòng đầu tiên mình sẽ trải nghiệm thử là cái phòng thảo dược này. Wow, cái mùi thảo dược rất là thơm mọi người ơi, trong này nó rất là ấm nữa. Nằm trong đấy người ta sẽ xếp những cái gối ấy, nó đằng sau cái lưng mình nên là cảm thấy rất là thoải mái cái phần lưng này. 2000 years later. Giờ mình sẽ trải nghiệm thử luôn cái phòng đá muối xem là nó như thế nào nhá. Wow, đây là đá Himalaya thì phải. Đá Himalaya. Ở trong bên này có cả thạch anh nữa. Nhưng mà đi sang đến cái phòng đá muối này thực sự là mình còn thích hơn cái phòng lúc nãy cơ. Tại vì nằm ấy, cảm giác cái nhiệt nó tỏa được đều từ trên đầu xuống dưới nên là cảm giác rất là thư giãn. One season later. Phòng này là phòng oxy Hinoki. Phòng này sẽ nhiều oxy để mà khi mình hít vào ấy, nó sẽ cung cấp nhiều oxy lên não hơn. Rất là fresh luôn. Đúng kiểu là bước vào một cái khu vườn cực kỳ nhiều không khí ấy mọi người ạ. Hít một hơi này thật sự là cảm thấy rất là đã. Và phòng này là phòng mát nha, hai phòng trước là phòng nóng. Phòng mát này thì sẽ cảm thấy cái cơ thể của mình nó được dịu lại rất là nhiều. Cái phòng đá quý này thì rất là phê đấy. Mọi người xem nhé, thời gian sử dụng cái này là tận 15-20 phút cơ. Wow, đang ở phòng oxy bên kia nó mát ấy, sang bên này nó lại nóng rồi mọi người ạ. Ở cái phòng này thì nó sẽ rơi vào tầm 42 độ. Đây sẽ là có đá thạch anh, các loại đá thạch anh nhá. Đây sẽ đang rất nhiều năng lượng để truyền năng lượng cho mình đấy. Sau khi mà đã recover được cái tâm trạng ở từ cái phòng oxy sang đây thì chúng là nạp thêm năng lượng để mình sẽ cảm thấy khỏe hơn rất là nhiều. Sau khi mà đã thư giãn ở trong cái phòng đá quý này thì mình sẽ tiếp tục thử sang là cái phòng tuyết lạnh. Wow, trời ơi đóng băng luôn mọi người ạ, rất là lạnh luôn nha. Mình sẽ đi qua thêm một lớp cửa nữa này. Wow, lạnh thật, lạnh từ chân lên đến đầu luôn. Cái chân của mình còn đang rất là lạnh, siêu lạnh. Đây là có những cái ống dàn lạnh đóng tuyết rồi, giống như trong tủ lạnh ấy. Đấy, mình sẽ ngồi đây mình thư giãn thêm để mình gọi là relax. Sau đó mình sẽ chuyển sang thử nghiệm món ăn ở đây. Trong combo của mình ấy thì nó có cả phần ăn nhẹ luôn. Đây có cháo, hôm nay có cháo bí đỏ này, trứng vịt lộn này, một phần trái cây và trứng luộc nữa nhé. Đúng ăn chè. Đúng ăn chè bí đỏ. Ngon, ngon. Cho mấy vào. Đây thử rau răm. Thử rau răm. Cũng là ra Lạng Sơn. Nhưng mà đang không hiểu các bạn thì cho cái gì nhỉ? Cho quất ở đây làm gì? Ăn được cái món gì được? Nó bao lại xuống lượng. Ăn nhẹ xong, mình tiếp tục ra ngồi nghỉ ngơi ở hang hồng ngoại. Hang này có tác dụng thải độc cho cơ thể. Bạn có thể nằm hoặc ngồi thiền đều được. Combo chỉ đăng ký một lần và không giới hạn thời gian. Mọi người nên dành hẳn một buổi 4 đến 5 tiếng cùng gia đình và người thân để trải nghiệm được hết tất cả các dịch vụ tại đây nhé. Sau khi mà đã thư giãn thoải mái xong rồi thì đầu óc của mình hiện tại là nó đang rất là thư thái và có thể nạp được nhiều cực nhiều kiến thức. Đấy là trong suy nghĩ của mình là như thế. Thế là mình sẽ quyết định chọn một quyển sách ở trong cái kệ sách này. À, khi được nạp nhiều oxy vào não. Đúng rồi, sau khi được nạp nhiều oxy. Thì trong chỗ này hình như là đã có một quyển mình đang đọc dở là quyển Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm này của Dave Chopp. Quyển này là cũng nói về marketing nhá. Mọi người ở trong ngành marketing thì nên đọc quyển này. Ok, cùng mình lên cái khu đọc sách ở trên này đi. Wow, câu thơ về Lạng Sơn này mọi người ơi. Lâu lắm rồi mới được một cái buổi mà đi phê này, mặc dù là mình cũng rất hay đi massage nhá. Thế
Thế nhưng mà đi cái trị liệu này thực sự là cảm thấy cơ thể nó được giải phóng rất là nhiều và được sạc thêm năng lượng ấy. Nên là bạn nào mà đang gặp stress trong công việc cũng như là lâu rồi mình cũng không đi relax ấy, thì mọi người có thể chọn cái phương pháp này. Mình sẽ đi khám phá thêm ở cái cơ sở bên Trường Xuân này họ sẽ có những cái gì hay ho nhé. Phía bên này là khu vực ăn uống này. Ngay đây là có 4 cái ghế massage chân. Wow, nghĩ đến massage chân thôi cũng đã thấy vui rồi mọi người ạ. Rất là phê. Trời ơi. Ghế này mà nằm thì rất là thoải mái luôn này. Wow, bên này có rất là nhiều phòng VIP nha mọi người. Để mình khám phá xem là phòng VIP nó có cái gì mới lạ so với các spa khác ở Lạng Sơn không nhá. Wow, mọi người nhìn đây. VIP không? Rất là sang chảnh luôn. Không gian cực kỳ sang chảnh nhá. Và bật mí ở trong mọi người ở trong này là cái phòng tắm và sục rất là to đẹp. Ở trong này có cả sông khô, sông ướt, đủ hết luôn. Thế nên là với cái phòng VIP này thì mọi người có thể trải nghiệm toàn bộ từ việc sông rồi tắm ngâm mình cho đến massage. Rất là phê. Ok, mình đi khám phá tiếp nhá. Đây là phòng phổ thông ấy. Phòng phổ thông này thì đang có khoảng 8 giường. Wow. Thực sự là phải nói là cái bên Trường Xuân này họ trang trí quá là đẹp luôn mọi người ạ. Những cái không gian như này mà được thư giãn thì phải gọi là hết nước chấm luôn. Như trên hình mình có nhìn thấy là có cả giác hơi này, spa này và massage nữa. Wow, quá là thích. Tuyệt vời quá. Sắp tới thì chắc chắn là mình sẽ đưa bố mẹ của mình lên đây để trải nghiệm thử những cái dịch vụ ở bên này. Thích nhất là cái phòng oxy. Phòng oxy, tại vì là khi mà vào phòng oxy là nó hít một phát là như kiểu não của mình như kiểu em nhai xin gum ấy. Nó bùng nổ luôn. Mình bảo hôm nào mà mình tắt ý tưởng ấy, mình bí idea là mình có thể lên đấy để mình ngồi, để có khi ý tưởng nó ra rào rào. Đấy, nói chung là nên đi nha mọi người. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye.